Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngọc trai cho điện cho em. Kẻ đứng dày đà dưới chân rồi còn quay lại cắn xe anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì luật Môi-se và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thân thai thì đưa đến dị vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp thì và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Đó là lời Chúa. Ai gọi điện cho
nhưng mà cái nhà thờ của mình
bàn tay chúng ta chìa ra thì người khác sẽ chìa ra với mình. Khi bàn tay mình nắm lại thì chẳng có gì để mặc kệ đâu. Chúa ở cùng chị em và ở cùng cha. Vì nên tâm hướng lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chiến thắng, là Thiên Chúa còn ngang ngang được. Chúng con tạ ơn Chúa mà nơi mọi lúc phải là chính đáng phải đào và đang là ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con khen tụng, nhưng vì chúng con cảm tạ Chúa là một cầu ơn Chúa ban. Vì những lời khen tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ y tôn Chúa chúng con. Vì thế cùng với các đoàn các nhân tình, chúng con khen ngợi Chúa và hân hoan tuyên sinh. Người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói:
đây là một niềm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ công Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh truyền sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nghiêm và cuộc sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và lòng đức tin con được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Để chúng xin nhớ đến hội thánh Chúa đang rộng khắp hoàn cầu để hiện toàn hội thánh trong nước lấy cùng với giáo hoàng Francisco đức thứ một Aloisio giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa ngày này những người nghe chúng con cầu nguyện. Xin nhớ đến các linh hồn không ai nhớ đến cầu nguyện cho các linh hồn Phêrô, Anna, Anto mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến các chị em chúng con đang ngăn miệng cho những bỏ sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên con quả cha mẹ và tất cả người của chúng con đã lên trời trong tình thương của Chúa. Xin cho hết mẹ được mà hưởng ánh sáng tôn nghiêm Chúa. Chúng con đã xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Chúa Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và cha năm Đức Chúa Trời, các thánh tôn đồ và còn thể các thánh đã sống trong lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng người các ngày chứng công việc khen ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Jesus Kitô con Chúa. Chỉ nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa là cha và con trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần để muôn đời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cha cả sự.
nhưng mà nhìn từ